Yo, what's good? Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube The Be Official. Và chúng ta lại gặp nhau. Bài nhạc hôm nay sẽ là một bài nhạc mà rất là hot trong khoảng thời gian gần đây. Bài nhạc có tên là Won. Và được viết bởi một người có những khiếm khuyết. Và anh ta cũng đã chiến thắng cuộc sống của chính mình. Nghe nha. Yo, what's good? Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube The Be Official. Hy vọng là tất cả các anh chị em ở đây đã chuẩn bị đón Tết rồi. Tết cũng gần đến rồi. Vào thời điểm mà tôi đang quay cái này cho mọi người thì chắc là còn khoảng đâu chưa đến một tháng nữa là Tết thôi. Năm nay thì tình hình cũng có vẻ như là cũng rẽn như mọi năm. Mọi người cố gắng. Ở đâu có công nợ thì thu hồi về mọi người nhé. Và giữa cái vùng tất bật người nhà nhà lo đón Tết như thế này thì tình hình xung quanh cũng có nhiều có câu chuyện trông có vẻ cười ra nước mắt. Một trong số những câu chuyện đó là vụ câu chuyện giữa anh TikToker ngồi xe lăn và quán phở. Mọi người cũng đã bàn luận đâu đó được gần 10 ngày nay rồi. Tôi thì không có bình luận nhiều, tại vì thực ra tới hiện tại thì sự việc nó vẫn chưa ngã ngũ. Nhưng mà trong những cái của bên quán phở cung cấp như là có dịp đọc mấy bài viết của mấy anh em share và cái chia sẻ của anh YouTuber đó thì tôi cảm thấy cũng well và cũng như một tín hiệu của vũ trụ luôn. Trong thời gian này thì ở cộng đồng của chúng ta cũng có một rapper trẻ, tôi có thấy được bạn này có những cái bài truyền thông, cái fanpage về rap và cắt được đúng cái đoạn mà bạn đại loại là cái đoạn lyrics của bạn nói là một tay như tao còn làm được thì mày sợ cái gì. Đại loại ý của bạn truyền tải là như vậy. Và tôi thấy rất là ấn tượng với cái thông điệp kiểu đó. Và cũng cộng thêm cái câu chuyện của anh TikToker nọ làm tôi suy nghĩ rất là nhiều. Và thì tại sao trong một ngày giáp Tết như thế này chúng ta không ngồi xuống và nghe một bài nhạc có cái tên khá là Hàn Quốc, Won, có phần thể hiện của 7D9 mọi người. Một cái tên khá là trẻ. Tôi nhớ thì tôi có thấy tên bạn này ở đâu rồi. Nhưng mà chắc có lẽ là đây sẽ là một sản phẩm mà gây tiếng vang đầu tiên của người bạn này. Có lẽ sẽ đánh dấu một cái bước ngoặt rất lớn trong cái chặng đường hoạt động nghệ thuật của bạn này luôn, khi mà một tháng thì đã được 1 triệu rồi. Và nếu như đây là lần thứ hai trở lên mà bạn quay trở lại như của mình thì làm ơn để lại cho mình một like, một share, một subscribe nhé. Hành động chắc chắn là sẽ chỉ tốn của các bạn khoảng 5-10 giây giờ đó thôi, nhưng mà nó là nguồn động viên rất là lớn với mình để mình có thể tiếp tục làm tiếp. Là một trong những người đầu tiên làm cái content rap sau anh Virus. Và một khoảng thời gian mình thấy nó phát triển lên quá nhiều người làm, mình chán mình không làm nữa. Nhưng mà cũng có mấy bạn hay vô comment, có nhiều bạn hay coi stream và bảo là làm lại đi anh. So here we go, giúp đỡ tôi tí nhé. Đây đúng là lần đầu tiên mà tôi nghe bài này đó các bạn. Hay à, không, nó chưa play luôn. Play được một cái đoạn đầu thôi. Alo bạn ạ. Lulu. Lâu ngay hả? Em gặp thôi. Làm ăn lương lầu hả? Hả? Khó khăn qua bạn em mượn được mà. Phải tiền á. Anh em này bên Free Seven sao? Opec Manuel, Opec Manuel có thể hơn. 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 Tao vẫn đang đi làm mà cảm thấy quá mệt mỏi, thì đâu tao chỉ nghĩ đến những con số vừa mua cuối tháng. Mục tiêu mà tao đã đề ra là mua cho mama cái túi LV và lên nơi cho ba con xe 4 bánh. Vẫn đang vắt sắt cả ngày dưới nắng, mùi mặt đét như là mùi trắng. Thích thanh cho mày thắng, mày tự ơn thua anh bỏ dưới hàng. Ok, nếu mà mày không ảnh hưởng đến kinh tế nhà anh thì ngu gì tao dây dưa. Lại xem được cái ổ của, lý do hay thì cơn mưa. Kiếm thật nhiều tiền xong mua, hết sầu đây không thua. Ok, ok. Tiền là cầm đăng vào tài khoản chú lô cho ngày bài chúng mày muốn hết nghe tuần hết tháng hết ra 30 không đủ là Opec Manuel, yeah yeah. Opec Manuel có thể hơn. Opec Manuel, yeah yeah. Opec Manuel có thể hơn. Opec Manuel, yeah yeah. Opec Manuel có thể hơn. Opec Manuel, yeah yeah. Opec Manuel có thể hơn. Opec Manuel, yeah yeah. Opec Manuel có thể hơn. Opec Manuel, yeah yeah.
coi như muôn con 50 triệu đến 70 triệu như mấy bạn hàng xóm nói thì phải rất cảnh giác với cảnh sát. Ok. 1 2 3 4 5 6 7 9. Yeah. Xếp xe kè và lấy chưa ra. Mở đầu cảnh sát đang theo tao. Vẫn đang chui lòng cao nhưng mà ngôi sao. Mà đã tôn ngay tôi đã vượt rào. Yeah. Tao đã qua ngàn với vận cược này. Nhiều khi là kỹ năng khỏe vận may. Yeah. Yeah. Lại là một đại toán tao đã thuộc lòng. Một ngày mà thì được có ngày hôm nay. Nhưng mà mày không mặt thì mày cứ nghĩ đi. Tuổi trẻ là phải sung hoa chứ còn mấy khi. Tuổi tác cha mẹ đang phải lấy đi. Và là tao hay là mày thì ai cũng phải quyết đi. Ai cũng phải quyết đi. Và phải mấy cảnh sát lời thì mày phải thích nghi. Tao đối phó với mấy thằng chó nó gọi là sinh kỳ. Cũng mà tìm ra hạn bản thân ở vạch nick đi. Hẹn gặp tao ở vạch nick. Cửa vạch năm lâu cũng gần đây một ngày mai đã tốt hơn. Sau bao nhiêu con mang thì hai lâu đã được chốt nơ. Đang đi sớm về trên mình kinh mạnh như hustler. Và làm nhà cái số cho mấy câu chẳng cho bớt mồm. Wow, wow. Bớt mồm đi mấy thằng chốt. Pac-Man luôn, yeah yeah. Oh Pac-Man luôn có thể hơn. Pac-Man luôn, yeah yeah. Oh Pac-Man luôn có thể hơn. Pac-Man luôn, yeah yeah. Oh Pac-Man luôn có thể hơn. Pac-Man luôn, yeah yeah. Oh Pac-Man luôn có thể hơn. Pac-Man luôn, yeah yeah. Oh Pac-Man luôn có thể hơn. Pac-Man luôn, yeah yeah. Oh Pac-Man luôn có thể hơn. Pac-Man luôn, yeah yeah. Oh Pac-Man luôn có thể hơn. Pac-Man luôn, yeah yeah. Oh Pac-Man luôn có thể hơn. Căng. Căng. Ồ, bài căng ấy. Bài căng ấy. Bài này lại không phải là cái bài mà tôi biết đến đầu tiên của người anh em, mà cái bài mà thằng cụt tay như tao còn làm được á. Đó, đó đó. Bài đó tôi thấy cái tên người anh em xuất hiện nhiều nhất ở trên newsfeed của tôi là qua cái đoạn đó. Ồ, bài này. Bài này giống tao một cái vibe. Rõ ràng rồi, đây không phải là một bài nhạc phù hợp với nghe vào những đêm trường vắng lạnh rồi. Bài này mang đến tao một cái vibe rất là lý. Cá nhân tôi thì khi nghe bài này, không biết tất cả mọi người có cảm thấy giống như tôi không? Là đây là một thành viên của 37 Sound thì phải. Nghệ An, mọi người biết là nó hơi thiên về đặc thù một chút, là Nghệ An là một trong những cái tỉnh mà có rất là nhiều những cái gia đình có người thân đi xuất khẩu lao động. Dùng từ hơi rất nhiều thì cũng không sai. Nó có một vài những cái phóng sự của VTV làm luôn. Các bạn có thể lên để tìm xem là ở giữa những cái làng ở Nghệ An thì có những cái nhà rất to mọc lên. Và phải đến 80% là những cái nhà to đấy là của những người mà người ta đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài, người ta gửi tiền về. Thì chắc thì cái chuyện nó... cái động cơ của họ thì không xấu, họ chỉ muốn cho gia đình có cuộc sống tốt hơn thôi, và đó là một cái nguồn động lực để thôi thúc họ. Và cái tinh thần đó chúng ta cũng thấy được qua cái bài này luôn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau nghe lại một lần nữa với nút bầu bị hấp diêm liên tục mọi người à. Nói thiệt với mọi người là khi mà chuyển qua làm cái kiểu mà hồi xưa tôi không có nghe theo cái kiểu này, xưa tôi cứ kiểu nghe tới đâu xong tôi cứ bầu lại thôi. Rồi về sau rồi cũng có mấy ông người cũng vào cũng chửi quá, này vào cũng chửi và bảo là nhà em mà xem mà cái kênh khác là người ta có bao đâu mà anh cứ bao mà anh làm em mà em chưa kịp xem bài gốc à, em mà vào em xem bài của anh này em hết muốn xem cả bài gốc rồi. Thôi anh em nghe lại lần nữa nha. Ok. Bối cảnh này chắc là ở bên Hàn rồi chỉ. Cái concept của bài này nó cũng hay. Cái concept nó chỉ đơn giản thôi. Đó là bọn tao có thể kiếm được 100, nhiều hơn có thể hơn. Là nó cũng suy quy về cái kiểu mà các rapper Việt Nam cũng đang làm thôi, là kiếm tiền. Nhưng mà cái cách họ khai thác cái concept này, cách họ làm, cái này thì mình sẽ nói rõ hơn sau, mọi người nhé. Mới nghe này là biết, nhớ ra ngay là bạn này là người của 37 Sound. Lâu ngay hả? Thì ra là cái việc mà dùng phương ngữ địa phương thì trước đó, với cụ thể là trường hợp tiếng Nghệ, thì trước đó rap Việt mùa 2 có một người làm rồi là Baby Kang. Nhưng mà thực sự tôi thấy là những người anh em, hay cụ thể hơn luôn là bạn 7D9 này làm rất là ra màu. Tức là bạn đặt để phương ngữ vào nó rất là tự nhiên, nó không làm cho người ta bị khó nghe khó hiểu, mà nó lại ở một cái mức độ là khi mà người ta nghe lên người ta biết ê cái này tiếng Nghệ làm anh lướt đồ hả. Hả? Thấy không? Ừ.
dạ. Vay tiền á. Chuột trả quét. Opec Manuel, yeah yeah. Opec Manuel có thể hơn. Opec Manuel, yeah yeah. Opec Manuel có thể hơn. Opec Manuel, yeah yeah. Opec Manuel có thể hơn. Opec Manuel, yeah yeah. Opec Manuel có thể hơn. Opec Manuel, yeah yeah. Opec Manuel có thể hơn. Opec Manuel, yeah yeah. Opec Manuel có thể hơn. Opec Manuel. Mọi người có để ý cái tiếng flute không? Thực ra là với những con beat trap như này á. Với những con beat trap như thế này thì ngoài cái việc là nó mình nghĩ là nó cần một cái bộ bass căng. Mình nghĩ là nó cần một cái bộ bass đủ căng. Thì cái việc mà cần có những cái tiếng chẳng hạn như tiếng sáo vừa rồi, nó là một cái điểm mà các bạn sẽ dính cái tiếng đó. Các bạn sẽ dính cái tiếng đó nhiều hơn là cái tiếng melody chính ở một vài thời điểm. Ông nào đúng thì comment ở dưới cho tôi, ông nào đồng quan điểm nha. Yeah yeah, Opec Manuel có thể hơn. Manuel, yeah yeah, Opec Manuel có thể hơn. Tao vẫn đang đi làm mà cảm thấy quá mệt mỏi, thế đó tao chỉ nghĩ đến những con số vừa mua cuối tháng. Mục tiêu mà tao đã đề ra là mua cho mama cái túi LV và lên nơi cho ba con xe bốn bánh. Rất thông minh, ngay vào vừa mới vào verse để cho người ta ấn tượng ngay luôn. Flow ảo, flow lại rất ảo. Vẫn đang sắc cả ngày dưới nắng, mùi mặt đẹp như là mùi trắng. Thích thích cho mày thắng, mày thật ơn thua anh bỏ dưới hàng. Ok, nếu mà mày không ảnh hưởng đến kinh tế nhà anh thì ngu gì tao dây dưa lại xem được. Cái delay của ông này, cái câu vừa rồi á, nửa câu đầu là chẳng mắt, nhưng mà ngủ gì tao dây dưa năm chữ cuối là tôi cảm thấy là bẻ về accent Nghệ An ấy, chất đấy. Ôm cua lý do hai thì cơn mưa, kiếm thật nhiều tiền xong mua hết sâu đây khôn thua. Ok ok, để là cầm đăng vào tài khoản chịu lỗ cho ngày vài chục mét vuông. Hết nghe tuần hết tháng hết ra 30 không đủ là Opec Manuel, yeah yeah. Opec Manuel có thể hơn. Vừa rồi thì chúng ta vừa mới qua một vài chỗ, có một vài chỗ ở đây bạn đọc có một vài chữ nó hơi mờ. Nhân tiện ở đây giải thích cho ông nào hay coi clip luôn là tại sao quả clip react bài dân chơi không thể khóc của anh Andre với Ryder thì có mấy đoạn mờ của anh Andre, có mấy đoạn anh Andre đọc không có rõ chữ thì mình có vẻ hơi căng, không phải hơi căng nữa, gọi hơi căng cũng không đúng, mà mình có vẻ như hơi mình sẽ chỉ ra cái đoạn đó rõ ràng cho mọi người luôn. Còn trong khi vừa rồi bạn Seven Dina thì cũng có một vài đoạn nó bị mờ chữ, bạn đọc nó bị mờ chữ, nhất là những cái đoạn tiếng Anh hình như là hustle all day, hình như là chữ all nó bị mờ này vậy, nhớ mang máng nó vậy, tôi không nhớ kỹ lyrics thì tôi lại lướt qua luôn. Đó là tại vì thứ nhất là tại vì tôi thấy anh Andre lên rap Việt, anh Andre hay bảo các thí sinh là phải rap rõ chữ ra. Thì nếu như mà cái đó là cái tiêu chuẩn mà anh Andre đã nói đi rất nhiều lần ở trong mùa 3 rồi thì còn cái này thì rất là nó bài này nó cũng không phải là một bài nhạc mà nó quá là lyrical để chúng ta bắt buộc phải nghe từng chữ để cảm thụ. Nhưng mà đúng, cái chữ hot hot all day vừa rồi nếu như mà không có lyrics tôi đọc nó không nghe ra được chữ all. Nếu như muôn con 50 triệu đến 30 triệu như mấy bà hàng xóm. Má không phải hay vậy. Ông nói thì phải rất cảnh giác với cảnh sát. Ok. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 107 109 107 108 109 107 108 109 107 108 109 107 108 109 107 108 109 107 108 109 107 108 109 107 108 109 107 108 109 107 108 109 107 108 109 107 108 109 107 108 109 107 108 109 107 108 109 107 108 109 107 108 109 107 108 109 107 108 109 107 108 109 107 108 109 107 108 109 107 108 109 107 108 109 107 108 109 107 108 109 107 108 109
tham gia cái show cho mấy cô chẳng chơi bớt mồm. Whoa, whoa, bớt mồm đi mấy thằng khôn. Pac-Man luôn, yeah, yeah, oh Pac-Man luôn có thể hơn. Pac-Man luôn, yeah, yeah, oh Pac-Man luôn có thể hơn. Pac-Man luôn, yeah, yeah, oh Pac-Man luôn có thể hơn. Pac-Man luôn, yeah, yeah, oh Pac-Man luôn có thể hơn. Pac-Man luôn, yeah, yeah, oh Pac-Man luôn có thể hơn. Pac-Man luôn, yeah, yeah, oh Pac-Man luôn có thể hơn. Pac-Man luôn, yeah, yeah, oh Pac-Man luôn có thể hơn.
Ok. Bài này là một bài, nó không phải là một bài quá lyrical, cho nên là thực sự cũng không có gì để nói quá nhiều về mặt lyrics của bài này. Nhưng mà sau đây sẽ là trải nghiệm của tôi về cái sản phẩm này. Nghe cái sản phẩm này nó mang lại cho tôi một cái vibe như hồi nãy tôi kể mọi người trước khi mà chúng ta nghe lại lần hai á, là tôi cũng có xem một vài cái phóng sự về những người đi xuất khẩu lao động xa quê ở cái vùng Nghệ An, vùng Hà Tĩnh, vùng Thanh Hóa. Nói chung thì tự nhiên tôi nghe cái bài này, tôi hình dung được cái tinh thần của một cái người trẻ ở vùng đất đó. Người ta quyết định, người ta đi xuất khẩu lao động để kiếm ngoại tệ về để lo cho cái vùng quê, theo như phóng sự tôi coi, là nghèo của người ta nó được khang trang hơn, gia đình người ta có cuộc sống tốt hơn. Và cái sản phẩm này nó được quay rất là low budget. Và tôi nghĩ là các anh em chắc là vác máy ra đường quay quá, 4-5 anh em thôi. Nhưng mà nó tạo cho mình một cái vibe gì đó rất là hip hop, cái vibe gì đó mà mình hay thấy ở với cái MV của nước ngoài nhỉ. Nhưng mà somehow nó lại rất là Việt Nam. Nó Việt Nam chính từ những cái câu nghệ, cái câu nói tiếng Nghệ An được xen vào trong bài. Và chính có một cái đoạn mà tôi đánh giá là cái đoạn này nó đã khiến cho rất nhiều những người mà tưởng chừng là sẽ nói bài này trôi, người ta thắng lại. Đây, mấy bạn xóm đây. Vậy thì phải rất cảnh giác với cảnh sát. Ok. 1 2 3 4 5 6 7 9. Yeah, tức là nó nghe nó rất là gang shit, nhưng mà nó lại rất là Việt Nam, không bị Mỹ. Nghe nó rất là Việt Nam, hay là tại vì cá nhân tôi có cái trải nghiệm là xem mấy cái phóng sự kiểu đấy đó. Ui, tôi có xem một cái phim tài liệu đó là ở trên Galaxy Play mới chiếu thôi. Mà chắc là cuối tuần này khi mà chúng ta xem Bước Đường Phương Nam thì tôi sẽ trước cái buổi chiếu đó, tôi sẽ chiếu cái phim tài liệu đó cho mọi người coi. Chúng ta xem Bước Đường Phương Nam thứ 7 này trên Netflix nha mọi người nha. Tôi đã set up hết rồi đấy. Thì cái phim tài liệu đó tôi xem tôi khá là đồng cảm và khá là thích. Hay là chính vì vậy cho nên là tôi mới cảm thấy có một cái feel đặc biệt khi mà tôi nghe cái bài này. Yeah, tức là có thể là nhiều bạn nghe cái bài này, nếu mà các bạn không có trải nghiệm như tôi, các bạn sẽ cảm thấy là cái này nó hơi bị ở đâu đó, nó xa xa Việt Nam. Nó hơi bị xa rời quá. Nhưng mà đối với tôi thì ok, tôi cũng là một người trẻ, tôi nghĩ là mấy anh em là không cách tôi quá nhiều. Có được đi nước ngoài, cũng có bạn là du học sinh nhiều, cái cảm giác khi mà bước qua xứ người mình quậy như thế nào thì tôi cũng hiểu được một phần. Mà mình bên cạnh đó thì tôi thì cũng mới chỉ đi dự hội thảo, tạm gọi là đi học hành cưỡi ngựa xem hoa thôi, chứ còn chưa có một cái trải nghiệm đi làm. Và bên Hàn Quốc thì cái việc mà đi làm với người xuất khẩu lao động thì nó cực là đương nhiên rồi, chỉ từ cực đến rất cực thôi chứ không có nhàn. Và họ, các anh em ở đây vẫn manage để làm thêm cái này cái kia, hustle kiếm sống. Và cũng còn làm nhạc nữa. Và rõ ràng là làm nhạc rất là ra vấn đề, đúng không? Mấy anh em trong ăn mặc cũng khá là chanh xả, sang cảnh, đi ngoài đường quay quả MV. Với tôi cái việc mà manage để làm hết cả những cái việc nêu trên đối với một người trẻ là rất khó. Đặc biệt là đối với những người mà có khiếm khuyết, như là bạn 79 này, như là bạn nói trong cái bài mà tôi được các fanpage rap họ share lên, là rất khó. Mình không có được chọn cái số phận của mình không được chọn lá số cho mình, nhưng mà rõ ràng là mình sẽ chọn, được quyền chọn cách sống của mình với tất cả những gì mà tạo hóa cho mình, đúng không mọi người? Tôi chỉ nói thế thôi. Còn hy vọng là so với các video khác thì video này nó sẽ mang lại cho anh em, ngoài việc phải có một cái trải nghiệm nghe nhạc hay cùng với tôi với bài này, thì nó còn mang lại cho anh em một vài những cái kiến thức background. Vì có rất nhiều anh em thích cái bài xem mà D9 này, và mọi người cũng tò mò muốn biết là nói cho tao nghe xem khu mày sống ra sao. Thì tôi không phải ở khu đó, nhưng mà hy vọng là thông qua những cái trải nghiệm và những cái mà tôi đã tìm hiểu được, mọi người sẽ có một cái nhìn toàn cảnh hơn về cái background của các bạn này, cũng như là cái background của cái cuộc sống của họ. Họ đưa ra một cái sản phẩm như thế này, một sản phẩm rất là nghịch, vô cùng nghịch, dính và năng lượng, đặc biệt là năng lượng.
bạn này nếu như mà bạn go hard được, thì tôi vẫn rất mong là bạn sẽ giữ lại nguyên cái nguồn năng lượng kiểu này, cái nguồn năng lượng khủng khiếp kiểu này. Bởi vì riêng đối với bạn thì bạn không những truyền năng lượng được cho những người có khiếm khuyết như bạn, bạn còn truyền năng lượng được cho chính những cái người còn lành lặn như tụi mình ở đây. Yeah. Good work man, good work. Và yes, nếu như mà bạn cảm thấy có điểm nào đồng ý hoặc là chưa đồng ý với mình, hãy đừng ngần ngại cho comment xuống dưới để cho mình biết nhé. Và nếu bạn nào cảm thấy video này đã mang lại cho bạn một giá trị gì đó, như là bạn có những cái trải nghiệm khoảng mười mấy phút vừa rồi khá là vui cùng với tôi, thì hãy để lại cho tôi một like, một share, một subscribe để ủng hộ tinh thần cho tôi. Còn mình là Derby. Sắp tới thì chúng ta sẽ gặp lại nhau ở những clip reaction tiếp theo hoặc là trên buổi stream của mình. Mình đang định là chuyển việc streaming nó sang một kênh khác để nó không bị dính bản quyền, bị sập hoài. Các bạn biết nó sập nó ảnh hưởng rất là nhiều đến đề xuất kênh YouTube của mình. Mỗi lần mà mọi người bảo anh ơi nghe bài này đi, nghe bài kia đi, mình nghe một cái nó dính bản quyền, một cái là đề xuất mình kéo xuống luôn. Và họ cũng đề xuất livestream của mình cho những người mà có khi là đã theo dõi kênh mình luôn. Cho nên là để hãy giúp tôi đẩy lùi được sự bóp đề xuất của YouTube, mọi người một like, một share, một subscribe nhé. Cảm ơn mọi người. Peace out.